Trận cầu tâm điểm vòng 4 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man United đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-1 dành cho đội chủ nhà với nhiều tình huống lập công vào những phút bù giờ cuối cùng. Phát biểu sau trận đấu, Erik ten Hag thẳng thừng bày tỏ sự bức xúc về VAR. Theo huấn luyện viên người Hà Lan, Man United có ít nhất 3 lần chịu thiệt thòi vì những quyết định sai lầm từ VAR. Tình huống đầu tiên mà ten Hag nhắc đến diễn ra ở phút 88, thời điểm mà VAR từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Alejandro Garnacho về lỗi việt vị. Bên cạnh đó, Erik ten Hag cũng không hài lòng khi VAR ngó lờ hai tình huống gây tranh cãi của hậu vệ Gabriel bên phía Arsenal. Ngoài pha tranh chấp khiến Rasmus Højlund ngã trong vòng cấm ở phút 87, huấn luyện viên của Man United cho rằng Gabriel còn cản trở Johnny Evans trong vòng cấm Man United trái luật, tạo điều kiện để Declan Rice ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 90+6. Đó phải là quả phạt đền dành cho Højlund. Chưa hết, chúng tôi còn thủng lưới sau khi Johnny Evans bị phạm lỗi. Tình huống đó quá rõ ràng và hiển nhiên, tôi nghĩ Man United đã chơi một trận hay, dù mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Nếu may mắn hơn một chút, chúng tôi sẽ giành được chiến thắng. Tất nhiên tôi vẫn thấy vài điểm toàn đội cần phải cải thiện. Các cầu thủ bỏ lỡ một vài đường chuyền có thể gây sát thương cho Arsenal trong nhiều đợt lên bóng. Nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn hôm nay. Erik ten Hag bất ngờ khi gạch tên Jadon Sancho khỏi danh sách đăng ký thi đấu trước chuyến làm khách đến Arsenal. Lý giải về sự vắng mặt bí ẩn của tiền đạo sinh năm 2000, Erik ten Hag cho rằng Sancho không gây ấn tượng với ông trong những buổi tập gần đây. Chúng tôi không lựa chọn Sancho vì màn thể hiện của cậu ấy trên sân tập và phải duy trì đẳng cấp cao thường xuyên ở Man United. Tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho hàng công, vì vậy Sancho không được lựa chọn cho trận đấu này. Tuy nhiên, dư luận được phen ngỡ ngàng khi Sancho đăng bài viết phản pháo phát ngôn của ten Hag trên mạng xã hội không lâu sau đó. Xin đừng tin tất cả những gì bạn đã đọc. Tôi không cho phép mọi người nói những điều sai sự thật. Trong tuần này, tôi đã tập rất tốt, đồng thời tin rằng việc bị loại còn xuất phát từ những nguyên nhân khác mà tôi sẽ không đi sâu vào. Tôi đã làm vật tế thần lâu nay rồi, thật không công bằng. Tất cả những gì tôi muốn là chơi bóng với một nụ cười trên môi và đóng góp cho câu lạc bộ. Tôi tôn trọng mọi quyết định của ban huấn luyện. Tôi biết ơn khi được sát cánh bên những đồng đội tuyệt vời và biết rằng mỗi tuần là một thử thách. Tôi sẽ luôn tiếp tục chiến đấu vì câu lạc bộ này dù thế nào đi chăng nữa. Sau chiến thắng 3-0 trước Aston Villa, Dominic Szoboszlai xác nhận Mohamed Salah muốn ở lại bất chấp sự quan tâm và ve vãn từ các đội bóng Ả Rập Xê Út. Đó luôn là bóng đá. Mọi người có quyền thảo luận, nhưng chúng tôi thật sự vui vì anh ấy sẽ ở lại. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và anh ấy khẳng định muốn tiếp tục thi đấu cho Liverpool. Chúng tôi rất hạnh phúc vào lúc này. Liverpool được cho là đã từ chối lời đề nghị lên tới 150 triệu bảng từ Al Ittihad sau khi câu lạc bộ này hỏi mua cầu thủ người Ai Cập trong những ngày cuối cùng của kỳ chủ nhượng hè. Jurgen Klopp kiên quyết từ chối bất kỳ lời đề nghị nào dành cho Mohamed Salah, người vừa gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Anfield có thời hạn 3 năm vào năm ngoái. Kỳ chủ nhượng Premier League đã đóng cửa vào thứ sáu, nhưng các câu lạc bộ Ả Rập Xê Út vẫn có thể tiếp tục mua sắm cầu thủ trước ngày 7 tháng 9. Trong 7 chuyến làm khách của Osasuna tại La Liga gần đây, Barcelona đã bất bại khi họ thắng 4, hòa 3. Và lần này, họ tiếp tục thể hiện vị thế cửa trên khi kiểm soát bóng tới 71%, dứt điểm 9 lần với 4 cú đá trúng đích. Nỗ lực của Barcelona được cụ thể hóa với bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên từ quả phạt góc của Gundogan. Jules Koundé đánh đầu chéo góc, vượt ngoài tầm với của Fernandes. Tuy nhiên, việc không thể phát huy được hết ưu thế về thế trận đã khiến Barcelona trải qua những giờ phút khó khăn. Phút 76, ở một tình huống lên bóng nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 2, đội chủ nhà bất ngờ tìm được bàn gỡ. Barca sau đó phải đẩy mạnh tấn công, gây sức ép liên tục và cuối cùng cũng giành được chiến thắng nhờ quả phạt đền của Lewandowski. Đây là bàn thắng thứ hai của Lewandowski qua 4 trận đầu La Liga mùa này. Vòng đấu trước, tiền đạo người Ba Lan đã mở tài khoản với cú đệm bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 4-3 trước Villarreal. Kết quả này giúp Barcelona giữ vững ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối hơn Girona và Real Madrid 2 điểm. Theo The Sun, Man City chuẩn bị tăng lương khủng cho Erling Haaland trong bản hợp đồng mới với mong muốn giữ chân tiền đạo người Na Uy đến mùa hè 2028. Man City sẵn sàng tăng thêm 50% lương cho Haaland từ mức 375.000 lên 550.000 bảng một tuần, cao nhất ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Na Uy mới chuyển đến Man City vào mùa hè năm ngoái với bản hợp đồng 5 năm. Tuy nhiên, Pep Guardiola vẫn muốn các vị lãnh đạo của Man City trói chân Haaland chặt hơn đến năm 2028 trước sự lôi kéo hấp dẫn của các đối thủ khác. Real Madrid, đội bóng cũng đang rất quyết tâm chi mua Haaland trước khi anh chọn Man City, sẽ được cho là sẽ tìm cách đưa Haaland về Tây Ban Nha vào một ngày không xa. Tuy nhiên, không chỉ Real Madrid mà nhiều đội bóng khác cũng đang tâm tia Haaland vì phong độ quá tuyệt vời của chàng tiền đạo người Na Uy.
Ở chiến thắng 2-0 của Juventus trên sân Empoli, Pogba vào sân trong hiệp 2, bị khước từ một bàn thắng về lỗi việt vị rồi gặp chấn thương. Pogba dường như bị căng cơ trong một tình huống tranh chấp quyết liệt và di chuyển khá thận trọng trong những phút cuối. Sau trận đấu, trong khi các cầu thủ Juventus ăn mừng và tri ân người hâm mộ, Pogba nói chuyện rất gay gắt với bác sĩ và chạm vào phía sau đùi rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Max Allegri cho biết, tiền vệ người Pháp cảm thấy đau nhức ở phía sau và cần phải có những bài kiểm tra để xác định rõ mức độ nghiêm trọng. Theo Football Italy, dù phải phẫu thuật chấn thương đầu gối, vấn đề chính cản trở sự nghiệp của Pogba trong 2 năm qua là những xu hướng gặp phải về vấn đề cơ bắp. Trở lại Juventus với nhiều kỳ vọng theo dạng tự do trong mùa hè 2022, nhưng Paul Pogba thực tế phải trải qua mùa giải tệ nhất kể từ đầu sự nghiệp. Tiền vệ 30 tuổi chấn thương sụn chêm đầu gối phải trong giai đoạn tiền mùa giải, phải phẫu thuật, bỏ lỡ World Cup 2022 và chỉ trở lại vào tháng 2 năm 2023. Sau 3 lần vào sân từ ghế dự bị, Pogba chấn thương cơ trong một buổi tập và ngồi ngoài một tháng. Đến tháng 5, Pogba kết thúc sớm mùa giải vì vấn đề gân kheo. Tổng cộng, anh mới chỉ có một kiến tạo qua 10 trận đấu trên mọi đấu trường với 161 phút ra sân. Văn Hậu bị đau nhưng vẫn tập trung theo lịch đội tuyển Việt Nam tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF hôm 1 tháng 9. Sau khi đội ngũ y tế kiểm tra, huấn luyện viên Philippe Trouzet đồng ý để hậu vệ sinh năm 99 trở về câu lạc bộ Công an Hà Nội dưỡng thương. Văn Hậu sẽ bỏ lỡ trận giao hữu ngày 11 tháng 9 gặp Palestine tại sân vận động Thiên Trường. Văn Hậu thi đấu 18 trong 20 trận cho Công an Hà Nội ở V-League với 15 lần thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ngoài chức vô địch, anh còn lọt vào đội hình tiêu biểu của giải. Dưới thời huấn luyện viên Trouzet, Văn Hậu đã đá chính ở trận thắng 1-0 trước Hồng Kông và Syria hồi tháng 6. Anh từng là nhân tố quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam hiện có Thái Bình là hậu vệ trái. Ngoài ra, Văn Thanh và Việt Hưng cũng có thể thi đấu trái sở trường. Quân số đội tuyển có thể rút xuống còn 30 người. Trong đó, Công Phượng của Yokohama và Văn Toàn của Seoul Island dự kiến ngày 4 tháng 9 sẽ hội quân.